thông báo các điểm bán hàng trực tuyến bán hàng qua điện thoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua hàng, hạn chế đi lại, tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ công bố thông tin các điểm bán hàng trực tuyến qua website Facebook, Zalo, app và điện thoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ bao gồm Tất cả hệ thống siêu thị trung tâm thương mại Coopmart, Vinmark, siêu thị Go, siêu thị Lotte, siêu thị Megamarket, chuỗi cửa hàng tiện lợi Sacha Food, Cố Food, Vinmart Cộng và Bách Quá Xanh. Chi tiết, danh sách, mời quý khán giả truy cập www.cần-thơ-tv.vn.